Quý vị và các bạn đang đến với kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Bản tin dự báo bão áp thấp của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, Pagasa cho hay, vùng áp thấp bên ngoài khu vực dự báo của Philippines, PA, đã phát triển thành áp thấp nhiệt đới lúc 20 giờ ngày 20 tháng 10. Vào hồi 5 giờ ngày 21 tháng 10, áp thấp nhiệt đới đã vào bên trong PA và được đặt tên là Christine, cơn bão số 11 của Philippines trong năm 2024. Vị trí tâm bão Christine ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc, 133,9 độ Kinh Đông, cách Đông Nam Luzon khoảng 1.050 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão là 55,7 km/h và giật lên tới 70 km/h. Vùng ảnh hưởng của bão trải dài tới 550 km từ tâm bão. Bão Christine di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ tương đối nhanh là 30 km/h. Pagasa ban hành tín hiệu gió bão nhiệt đới TCWS số 1, cảnh báo gió mạnh cấp 6 đến 7 ở Luzon, Catanduanes, Visayas trong 36 giờ tới. Dự báo tình hình biển trong 24 giờ tiếp theo, biển động vừa phải với sóng cao 4 m ở bờ biển Isabela, bờ biển phía bắc Aurora, Catanduanes, Bắc Sama và bờ biển phía đông của Cagayan đất liền. Sóng cao 3,5 m ở bờ biển Batanes, các bờ biển còn lại của Cagayan và Aurora, bờ biển phía đông của Quezon, bờ biển phía đông còn lại của vùng Picon và bờ biển phía đông của Đông Sama. Sóng cao 3 m ở bờ biển vùng Ilocos, bờ biển của quần đảo Dinagat và bờ biển vùng đảo Davao. Các tàu biển nhỏ được khuyến cáo không nên ra khơi trong điều kiện này. Dự báo bão Christine sẽ di chuyển về phía Tây cho đến sáng mai 22 tháng 10 trước khi chuyển hướng Tây Tây Bắc đến từ Tây Bắc từ chiều mai cho đến hết thời gian dự báo. Dự báo cơn bão nhiệt đới này sẽ đổ bộ vào Bắc Luzon vào chiều thứ Sáu ngày 25 tháng 10. Bão số 11 có thể mạnh lên đến cấp bão nghiêm trọng vào chiều hoặc tối mai 22 tháng 10 và cấp bão cuồng phong vào chiều hoặc tối thứ Năm ngày 24 tháng 10 trước khi đổ bộ vào phần đông bắc của Cagayan. Vì cơn bão số 11 vẫn đang ở trên biển Philippines nên khả năng tăng cường thêm nữa là rất cao, xét đến các điều kiện môi trường thuận lợi, nhiệt độ bề mặt nước biển cao và độ đứt gió thấp để phát triển. Những thay đổi trong đường đi dự báo cũng không bị loại trừ, tùy thuộc vào chuyển động của các hệ thống thời tiết trên vĩ độ trung bình trong những ngày tới. Trước những diễn biến này, công chúng và các văn phòng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai có liên quan được khuyến cáo thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản. Những người sống ở các khu vực được xác định là rất dễ bị ảnh hưởng bởi những mối nguy hiểm này được khuyến cáo tuân thủ các hướng dẫn sơ tán và các hướng dẫn khác từ các quan chức địa phương. Bên cạnh đó, các cơ quan dự báo thời tiết cho biết La Nina sắp xuất hiện, nhiều cảnh báo mưa bão ở Đông Nam Á, thời tiết ẩm ướt hơn dự kiến xảy ra ở Singapore, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Cụ thể, Bloomberg dự báo La Nina xuất hiện gây bão và mưa lớn với lượng mưa trên mức trung bình khắp Đông Nam Á trong những tháng tới. Mưa lớn do La Nina đe dọa gây thêm gián đoạn cho nông nghiệp, du lịch và sản lượng nông nghiệp trong khu vực vốn hứng chịu hàng loạt cơn bão lớn trong năm nay. Bão tấn công giữa lúc Cuba vật lộn với tình trạng mất điện kéo dài. Bão Oscar đã đổ bộ vào phía đông Cuba với sức gió gần 130 km/h giữa lúc quốc đảo này đang chìm trong tình trạng mất điện gần như toàn quốc suốt 3 ngày qua. Hãng BBC dẫn tin từ Trung tâm Báo bão Quốc gia Mỹ cho biết bão Oscar đổ bộ gần thành phố Barauca lúc 17:50 ngày 20 tháng 10 theo giờ địa phương, có thể gây ra lũ quét và sạt lở đất ở các khu vực phía đông. Bão tấn công Cuba giữa lúc nước này đang vật lộn với tình trạng mất điện nghiêm trọng nhất trong vòng 2 năm. Nhiều người lo ngại một cơn bão lớn sẽ làm hỏng cơ sở hạ tầng phân phối năng lượng vốn đã yếu ớt của Cuba. Nhà máy điện lớn nhất Cuba Antonio Guterres ngừng hoạt động vào trưa ngày 18 tháng 10, khiến toàn bộ nước này mất điện, 10 triệu dân phải chịu trong cảnh bóng tối. Nguồn cung cấp điện này đã được khôi phục một phần vào sáng ngày 19 tháng 10, nhưng lại bị sập một lần nữa. Bộ trưởng Năng lượng và Khai khoáng Cuba Vicente de la O. Levy cho biết, tối ngày 21 tháng 10, điện sẽ được khôi phục và cấp cho hầu hết mọi người, trong khi những khách hàng cuối cùng sẽ có điện vào ngày 22 tháng 10. Trong những ngày qua, người dân phải đối mặt với tình trạng không có điều hòa, không quạt và thực phẩm bắt đầu thối rữa trong tủ lạnh. Một số gia đình phải nấu ăn bằng củi, nhiều gia đình không có nước vì nguồn cung cấp phụ thuộc vào máy bơm. Chủ tịch Cuba Díaz-Canel cho biết, lệnh cấm vận kéo dài nhiều thập niên của Mỹ với nước này đã ngăn cản nguồn cung cấp và phụ tùng thay thế cần thiết cho cơ sở hạ tầng năng lượng của Cuba.
Sau đó, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez tuyên bố trên mạng xã hội X rằng nếu tình trạng cấm vận với Cuba được dỡ bỏ, cảnh mất điện sẽ không còn diễn ra nữa. Năm nay, số lượng các chuyến hàng chở nhiên liệu từ Venezuela tới Cuba đã sụt giảm nghiêm trọng. Các quan chức Cuba hôm 18 tháng 10 thông báo, tất cả các trường học và hoạt động không thiết yếu, gồm cả câu lạc bộ đêm, sẽ phải đóng cửa cho tới ngày 21 tháng 10. Những người lao động không thiết yếu được khuyến khích ở nhà để bảo vệ nguồn cung cấp điện và các dịch vụ không cần thiết của chính phủ đã được yêu cầu dừng hoạt động. Trước đó, theo NBC News và RT, trong một thông báo đăng trên mạng xã hội X, Bộ Năng lượng Cuba viết, sự cố ở nhà máy điện Antonio Guterres đã khiến hệ thống điện quốc gia bị ngắt kết nối hoàn toàn. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết, việc đưa lưới điện hoạt động bình thường là ưu tiên hàng đầu của chính quyền và sẽ không có bất kỳ sự nghỉ ngơi nào cho đến khi điện được khôi phục. Nhiều video và hình ảnh lan truyền trực tuyến cho thấy cuộc sống ở Cuba đang bị đình trệ do mất điện ảnh hưởng đến các tổ chức công và doanh nghiệp. Tình trạng mất điện ngoài tầm kiểm soát bắt đầu trên khắp Cuba vào tối ngày 17 tháng 10, khi Thủ tướng Manuel Marrero có bài phát biểu trên truyền hình. Bản thân chương trình phát sóng cũng đã gặp phải sự cố kỹ thuật và phát trực tuyến muộn hơn dự kiến. Trong bài phát biểu, ông Marrero cho biết tình trạng mất điện liên tục ở quốc đảo này là do cơ sở hạ tầng xuống cấp, thiếu hụt nhiên liệu và nhu cầu về điện ngày càng gia tăng của người dân. Dự báo sắp xuất hiện bão trồng không khí lạnh trên Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển lệch đông về phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh di chuyển lệch đông, từ đêm ngày 19 tháng 10, gió trên khu vực Bắc Biển Đông hoạt động mạnh dần lên. Theo ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tính chất của đợt không khí lạnh này là lệch về phía đông. Do vậy, không ảnh hưởng lớn đến thời tiết đất liền nhưng lại tác động lớn đến thời tiết biển. Ngày 20 tháng 10, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, riêng phía đông có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Đêm ngày 20 tháng 10 và ngày 21 tháng 10, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Cơ quan khí tượng cảnh báo, cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Dự báo về xu thế thời tiết biển trong tuần tới, theo ông Vũ Anh Tuấn, dự báo khoảng ngày 21-22 tháng 10, hình thành một giải hội tụ nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông. Ông Tuấn cho biết, trên giải hội tụ nhiệt đới này có thể hình thành các xoáy thuận nhiệt đới. Từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 10, trên khu vực Biển Đông có khả năng hoạt động của áp thấp nhiệt đới hoặc có thể là bão. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta có khả năng ở mức xấp xỉ đến cao hơn so với trung bình nhiều năm. Theo số liệu trung bình nhiều năm trong thời kỳ dự báo, trên Biển Đông có 2,8 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới và đổ bộ vào đất liền khoảng 1,1 cơn. Trước đó, đại diện cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 10, miền Bắc đón hai đợt không khí lạnh. Theo Phó trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh xuất hiện vào thời điểm này hầu như sẽ gây mưa bởi vì tranh chấp giữa các khối khí nóng và khối khí lạnh. Mưa sẽ tương đối lớn và có thể kèm theo dông lốc, sét và gió giật mạnh. Sau đó, khi không khí lạnh di chuyển sâu xuống, thời tiết nhanh chóng chuyển sang trạng thái khô ráo,